Mặt trăng kìa. Ôi dồi ôi, đúng là mặt trăng rồi, sáng trưng luôn. Rồi đuổi sao đít rồi, chạy nhanh. Ủa, chạy kịp không đây? Rồi tôi chạy kịp trong ngôi nhà này rồi. À đây chính là cái ông hôm nay bỏ chạy của mình rồi. Ôi chết rồi, mình bắt rồi. Lại nào. Trời ơi, ông kia làm tôi phân tâm quá. Mình không ngờ là bọn nó lại chui vào trong ngôi nhà này luôn. Phải làm sao đây? Mình nhìn thấy một cái chốt rồi. Chắc phải giật cái chốt đấy. Thế biết là vượt ngục khó các bạn ạ. Nãy là mình bị bắt mấy lần đấy. Ý rồi, ok. Là cái chốt để chặn ngay lại, không cho chúng nó đi. Và ông này bị chết. Cái hình nhận dạng của cái tên là Winfred. Năm 114, chắc là nhập ngũ. Nhập ngũ năm 114. Rồi, vào bên trong này thì không có... không có một ai. À, và các để lại cái tấm thẻ bài của anh ta để đeo vào cái xác này để... đấy, các 114 để cho bọn này nó biết là các đã chết rồi, không tìm các nữa, đến làm cho sự hiểu nhầm. Trận chiến đẫm máu tại Somme vẫn đang tiếp diễn. 206.000 binh sĩ Anh có thể phải bỏ mạng tại nơi đây. Freddy được giao nhiệm vụ vận chuyển những loại vũ khí mới nhất ra chiến trường. Một cuộc chiến mà theo nghĩa đen là đang mắc kẹt trong bùn lầy. Nghĩa đen luôn. Nhưng Baron Von Dorf vẫn đang có mặt ở trong trận đánh này để chứng minh đẳng cấp vượt trội của hắn. Lại một cái xe tăng khác các bạn ạ, xe tăng rất là to. Vậy là chúng ta đã biết là tại sao đã có sự hiểu lầm là các bị chết rồi đúng không? Các đã dùng cái cách đấy để có thể thoát khỏi sự truy đuổi rất là giáo giết của binh cảnh của người Pháp. Và anh đã thoát được, và anh đang tiến đến quê nhà nơi vợ anh, con của anh bị bệnh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Freddy. Anh được giao nhiệm vụ ở một cuộc chiến, người ta gọi là cuộc chiến dưới đầm lầy, theo đúng nghĩa đen, cũng là cuộc chiến này rất là nhiều đầm lầy đây. Anh có nhiệm vụ là vận chuyển các vũ khí tối tân nhất ra khỏi chiến trường. Rồi bây giờ mình sẽ xem lịch sử nha. Xe tăng Mark 1 được thiết kế một cách bí mật. Cái tên xe tăng được người Anh đặt cho để tránh bọn gián điệp biết được mục đích thực sự của xe tăng. Các tài liệu công khai cho biết mục đích cụ thể của nó là vận chuyển nước cho quân đội Nga. Mẫu đầu tiên được đem ra chiến trường, Mark 1 đã có tác động lớn đến tâm lý, và nó có thể tiến lên phía trước và tìm những đường hào bị bỏ hoang. Quân Đức đã sớm ra tìm ra yếu điểm của nó. Phương tiện này không vững chắc và bên trong nó không khác gì là một chiếc quan tài. Còn bên trên nữa này. Trận chiến tại Somme thì người Anh tổ chức một trận đánh tại Somme với mục đích dụ người Đức ra khỏi Verdun để giáng một đòn quyết định. Lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 9 năm 1916, xe tăng được sử dụng trong chiến đấu. Trong số 49 chiếc xe tăng Mark 1, có 18 chiếc là hoạt động và chỉ có 5 chiếc là hoạt động tối đa. Cuối tháng 11 năm 1916, trận chiến tại Somme đã đi đến hồi kết. Tổng cộng đã có hơn 650.000 lính Đức, 420.000 lính Anh và 195.000 lính Pháp đã bỏ mạng tại cuộc chiến này. Vậy là hai quân gọi là thiệt hại tương đương nhau. Quân Đức thì thiệt hại hơn nhiều hơn một chút. Quân Anh thiệt hại, quân đồng minh thiệt hại tổng cộng là 615.000. Quân Đức thiệt hại nhiều hơn. Và đây là một trận đánh chắc là quân Đức đã bị thất bại. Và mình thật là bất ngờ với lại chiếc xe tăng đầu tiên. Mới mục đích không phải là để bắn nhau các bạn ạ, mà để vận chuyển nước. Và không ngờ nó lại trở thành một vũ khí rất là hữu dụng đến tận ngày nay. Ok, mình vừa chuyển với Casper này cho tiện đường đi của xe tăng. Mình xem phải làm gì. Ôi, mình điều khiển xe tăng này luôn. Chật quá.
Bắn được không? Bắn được nào. Bắn được luôn. Bắn được luôn các bạn. Đây là bắn thôi. Mày này nổ chưa? Vậy là sau khi anh Freddy này của chúng ta đã thể hiện tài bắn xe tăng ở trận trước. Ở lần trước thì quân đội Pháp đã tin tưởng anh ta và cho anh ta điều khiển xe tăng luôn. Ôi, xảy rồi. Chết rồi. Xảy rồi. Cái máy bay này thoát rồi. Không may là mấy người lính này đúng. Từ chiếc xe tăng này không bị sao. Rồi, thì mình sẽ xem máy bay à. Cái máy bay này rất là giống cái máy bay ở trong cái phim hoạt hình Poco Rosco, phim của DB. Phim gọi là chú lợn mà máy bay. Đến thì xem. Ui, nó thả bom. Mày này, chúng luôn. Đấy, chắc nó bay một đỏ. Rất là giàu. Rồi, ok, đến đêm đầy rồi. Đúng là cuộc chiến đêm đầy thì đúng nghĩa đen. Đi rất là khó chịu. Cái này là mày. Mày. Rồi. Một viên thôi. Phá tan nhà cửa. Thích quá. Đi trên lại máy bay. Đâu? Mày đâu? Ở đây. Bom mà trúng luôn. Phía trước là một mấy cái hàng rào để bắn nổ đi. Xe của Đức, xe tăng Đức được các bạn ạ. Xe tăng Đức cũng khủng mà. Xe tăng Đức to hơn rất là nhiều xe tăng so với lại xe tăng của quân đồng minh. Ui. Nổ rồi. Xong. Xe tăng của mình bị nổ rồi. À vậy mình không nên phía trước là bị bắn rồi, không nên được. Phải chui xuống hầm này thôi. Nổ sẽ lắm mìn này. Ui. Ôi, nổ rồi kìa. Chết luôn à? Mình tưởng đứng nép ở đây không sao chứ. Rồi, ok. Chạy thôi. Úi xời ơi, bên trên cũng chết. Giờ phải làm gì đây để mà ngăn chặn cái cuộc chết chóc mà xảy ra đây nhở. Ok, bây giờ mình sẽ phải tìm cách nào để mà không bị sao. Ơ, có cái đồ gì này. À, thẻ nhận dạng. Thẻ nhận dạng Anzac. Thẻ nhận dạng Anzac được thiết kế tương tự như thẻ của anh, nhưng nó có mặt lâu năm tại Úc. Năm 1916, quân Anzac cũng được phát loại thẻ thứ hai giống như quân đội Anh để bổ sung thẻ chính. Đây là hai thẻ để phù hợp cho nhận dạng hơn. Xem nào, đi lên trên thì không đi nổi. Ui, bắn dữ thế, không đi nổi các bạn ạ. Mà xuống dưới thì nổ bom. À, mình biết rồi. Mình nghĩ là phải chạy theo con này để dập. Yes. Hóa ra là vậy. Chạy theo để dập bom. Không, tất cả đều chết. Đấy là quân, hình như là đấy là quân của mình. Họ ở dưới hầm, họ nổ bom để nhằm là để tiêu diệt cái đội súng máy kia. Nhưng mà không, họ không ngờ đến là
xe tăng của quân mình với lại quân mình ở bên trên. Thế nên là họ không biết, nhưng họ thấy và mình đã dập được quả bom này rồi, ngăn chặn được một cuộc hy sinh rất là nhiều người. Ok, bây giờ mình phải làm gì? Đầu tiên mình nghĩ là phải ném một quả bom vào đây các bạn ạ, thì vì mình nghĩ là để cho nó rơi xuống, vì thấy bê tông sắp vỡ rồi, sắp nứt rồi. Ôi trời ơi, bao nhiêu đá bê tông mà không trúng người, may thế. Rồi bây giờ thì mình nghĩ là đẩy cái này vào đây có thể lên được trên. Đây là hòm y tế của Đức các bạn ạ, có biểu hiện của Đức là màu đen trắng thế này. Rồi bây giờ mình phải làm sao đây? À, mình nghĩ là ném bom tiếp để giết cái bọn ở bên trong, bên khi mà dùng máy thì quân mình có thể đi được tiếp. Ném tới không nhở? Xem nào. Tới. Nó. Ok. Đi được tiếp rồi. Bao nhiêu mìn này. Thôi giờ bom sẽ không cần nữa đâu. Ô, cái xe tăng. Tại sao mày không đợi tao lái? Nó đi mất rồi các bạn ạ. À, xe tăng khác, xe tăng của mình vẫn ở đây. Nhưng mà không lên được. Mình nghĩ là nó đợi mình đấy. Cho tao vào xe tăng đi. À rồi, các bạn ơi, vào xe tăng rồi. Yes. Được lái xe tăng. Máy bay này. Phía trước có cố định. Nổ. Vẫn chưa nổ à? Dài chứ nhở? Không nổ được quá nào, thì đi thẳng xem. Rồi. Đè nát luôn. Ủa, tí thì trúng mình nhá. Nổ. Con mình đang tiến sâu vào lòng địch rồi. Trúng không? Trúng luôn. Thời tiết rất là u ám. Nhưng mà trời toàn mây đen, mưa. Bị điều khiển lần. Nó một trải nghiệm gọi là cực kỳ tồi tệ với những người lính. Nhưng mà trừ phép đi ra, phép đi điều khiển xe tăng quá hoành tráng. Gì đây? Bắn một khẩu pháo. Ô, hai bên đấu nhau luôn. Cả hai cùng nổ. Hai bên đứng xuất hiện. Hai người đối mặt với nhau như hai người đàn ông. Tiếp tục. Bắn tiếp à? Hai cái xe tăng lao vào nhau.